Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Diệu Trần. Vâng, là mình đây ạ. Mình là Diệu Trần ha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn thôi ha. Và các bạn hãy cùng xem cái video này ha. Đây là ở Thủ Dầu Một, Bình Dương các bạn ơi. Và ở đây là một cái nơi mà mình đã đi ngang rất là nhiều rồi, và mình đã thấy cái bến phà này rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi ha. Và các bạn thấy khung cảnh có quen thuộc không ạ? Và vâng, các bạn nếu các bạn cảm thấy rất là quen và các bạn có thể comment cho mình ha, ở đây là ở nơi nào hả các bạn? Và bởi vì hôm nay là chủ nhật thì mình có một cái số công việc để mình đến đây, và mình đã đi cái chiếc phà này ha. Các bạn có thấy khung cảnh rất là quen không ạ? Và vâng, đây là video này sắp hết rồi thì mình tới bờ bên kia thì là kết thúc cái video ha. Và các bạn nhớ là hãy comment cho mình biết ở đây là cái nơi nào ha, ở Thủ Dầu Một nha. Một cái điều lưu ý nữa là các bạn nhớ subscribe cái kênh của mình, tức là đăng ký cái kênh của mình ha. Thì mình rất là vui và mình sẽ làm thật là nhiều cái video nữa về xung quanh cái cuộc sống của mình ha. Và xin chào các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình.